Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Farin đây. Video này sẽ dành cho bạn, người đang cố gắng quên đi một người. Khi mới chia tay, tất cả chúng ta đều không thể nào chấp nhận sự thật rằng người đã từng sánh bước bên cạnh mình, giờ đây đã không còn là của mình nữa. Chúng ta cũng không thể nào đủ dũng cảm để bước qua cái mối tình đó, và chúng ta vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn, dù về bản chất chúng ta không hề như vậy. Nhưng mà bạn tôi ạ, hãy thành thật với cảm xúc của mình một chút. Muốn buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì cứ khóc mà thôi. Bởi thành thật mà nói thì cuộc sống của chúng ta vẫn luôn diễn ra như thế. Khi ta muốn chia tay đồng nghĩa là ta muốn được yêu thương nhiều hơn. Và ta càng nguội lạnh thì đồng nghĩa là ta đang cần sưởi ấm. Hiện tại trên tay mình đây đang là cuốn sách Mong trái tim bạn sẽ bình yên trở lại. Đây là những lời tâm tình của tác giả để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã sống hết mình, chúng ta đã yêu hết mình, và chúng ta đã phải trải qua những nỗi đau như thế nào để lớn lên, để trưởng thành, để hạnh phúc. Một trong những câu nói mình rất là tâm huyết bên trong cuốn sách này đó chính là: để bạn sống qua được hôm nay, bạn đã vất vả nhiều rồi. Để bạn sống, bạn yêu, bạn tổn thương, bạn cũng đã vất vả nhiều rồi. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, và tôi cũng không biết nói lời nào với tất cả các bạn cả. Bình thường tất cả chúng ta khi mà gặp thất bại hay vấp ngã ấy, thì chúng ta hay nghĩ đó là một điều gì đó vô cùng tồi tệ. Nhiều khi bạn cảm thấy đuối lòng đấy, bạn cảm thấy yếu đuối đến cái mức mà bạn chỉ muốn khóc cho thỏa nỗi lòng thôi. Vậy thì lúc đó bạn cứ khóc đi thôi. Nhưng mà hãy nhớ rằng con người ai mà có lúc không bất an, ai mà chẳng có lúc vấp ngã một lần, không một thì cũng nhiều lần. Tất cả chúng ta đều tin rằng theo thời gian, trái tim của ta cũng sẽ dần bình yên trở lại. Chúng ta giờ phải học cách tin vào bản thân của mình, rằng bản thân đã nỗ lực, bản thân đã cố gắng từng ngày, và chúng ta đã nỗ lực, đã hết mình để vượt qua được những điều tưởng chừng như là không thể, để chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay, cũng như tôi đang ngồi đây với tất cả các bạn. Vậy nên khi bạn tự hào là chính bản thân mình đã làm tốt ở hiện tại, đó cũng là một cách để khiến cho trái tim của bạn dần bình yên trở lại rồi. Mình tin rằng thông qua cuốn sách này, với văn phong thân thiện, giản dị và đầy gần gũi của tác giả, thì các bạn sẽ nhìn thấy chính bản thân mình ở bên trong cuốn sách này và cảm thấy được chữa lành thật nhiều. Trong cuốn sách này sẽ bao gồm có 3 chương tương ứng với 3 câu chuyện của chính cuộc đời tác giả được viết ở bên trong cuốn sách. Các bạn có thể đọc nó ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, và các bạn có thể đọc một câu chuyện ngẫu nhiên từ một trong 3 chương đấy mà không cần sợ là các bạn sẽ phải đọc theo một cái tuần tự. Đó là một trong những điểm đặc biệt của cuốn sách này. Trong khi tất cả chúng ta vẫn đọc theo lối truyền thống là chúng ta đọc cái tuần tự, và nhiều khi các bạn còn quá vội đến mức mà bạn không thể nào đọc được cuốn sách một cách tử tế, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn trở nên chậm rãi hơn, từ tốn hơn, dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Và trong khoảnh khắc đó, bạn có thể cầm cuốn sách này ở trên tay và thấm đẫm những câu chuyện của chính cuộc đời mình bằng những câu chuyện của tác giả từ bên trong cuốn sách này. Và xin bạn hãy nhớ rằng, dù cho hiện tại bạn đang gặp khó khăn gì, dù cho hiện tại bạn đang vác bao nhiêu hành trang ở trên vai của mình, và đến một lúc nào đấy bạn cảm thấy quá mệt, bạn không muốn bước tiếp nữa, không sao cả, cứ bình tĩnh, tự tại đứng ở vị trí đó. Sự bình yên trong tâm trí của bạn sẽ mở ra lối đi, tựa như một dòng nước lớn cuốn phăng tất cả mọi nặng nề của bạn đi nơi xa vậy. Cũng giống như cơn mưa thôi, mưa dù cũng sẽ có lúc tạnh, trời sẽ lại có lúc sáng, và tất cả mọi nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Một con đường mới sẽ mở ra cho tất cả các bạn, giúp cho trái tim của mình dần bình yên trở lại. Nếu như các bạn thích những nội dung tương tự, hãy like, share và subscribe cho tất cả chúng mình. Cùng với đó, nhấn thêm một nút chuông ở phía bên dưới để nhận được những thông tin update chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, đây là AZ Review, còn mình là Farin. Bye bye!